Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay thứ Sáu, ngày 3 tháng 1 năm 2014, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tàu ngầm Kilo Hà Nội đã được đưa xuống nước và tiến vào quân cảng Cam Ranh an toàn với quốc kỳ Việt Nam trên nóc. Lãi suất vay vốn trong gói tín dụng 30.000 tỷ hỗ trợ nhà ở của chính phủ giảm từ 6% xuống còn 5% trong năm 2014. Khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ em ruột cắt chân chị gái đang nằm viện, vụ việc gây bàng hoàng dư luận thủ đô trong ngày đầu năm. Hơn 100 triệu người Mỹ đang phải chống chọi với đợt bão tuyết lớn bao trùm vùng Đông Bắc nước này. Hơn 4.000 chuyến bay cũng đã bị hoãn hoặc hủy. Dư luận Ấn Độ lại dậy sóng trước vụ việc. Một thiếu nữ 16 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể đến 2 lần và bị thiêu sống khi đang có thai. Mở đầu như thường lệ là các thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, tại miền Bắc, sau những ngày đầu năm thời tiết nắng ấm dễ chịu, ngày hôm nay trời đã chuyển nhiều mây trở lại do một đợt không khí lạnh mới tăng cường. Tuy nhiên, với cường độ yếu thì đợt không khí lạnh này không có khả năng gây ra một đợt rét mới và thời tiết Bắc Bộ sẽ tiếp tục ấm áp cho đến giữa tuần sau. Sáng sớm nay, sương mù tiếp tục xuất hiện tại các tỉnh miền Bắc với cường độ dày đặc hơn so với hôm qua. Đi cùng với đó là trời nhiều mây, khiến tầm nhìn xa bị giảm xuống thấp, chỉ còn từ 2 đến 4 km. Những nơi ven sông Hồ hay có mặt thoáng rộng thì chỉ còn vài chục mét. Đặc biệt, tại các địa phương vùng núi phía Bắc, nhiều đoạn đường tầm nhìn chỉ còn từ 2 đến 3 mét, nên phương tiện phải giảm tốc độ và bật đèn như đi trong đêm. Nguyên nhân là do gió mùa tăng cường, di chuyển xuống theo hướng lệch đông và vòng qua phía biển nên mang theo nhiều hơi ẩm. Dự báo từ ngày mai, khối không khí lạnh chi phối các tỉnh miền Bắc sẽ bước vào quá trình ổn định, sau đó sẽ suy yếu dần. Vì vậy, tại Bắc Bộ trong giai đoạn này, trời sẽ chuyển nhiều mây và có sương mù vào sáng sớm. Ban ngày trời hửng nắng nên nhiệt độ ban trưa sẽ tăng lên ngưỡng từ 22 đến 24 độ, một số nơi có thể đạt ngưỡng 26 độ. Nhìn chung, thời tiết trong những ngày cuối tuần khá ủng hộ cho giao thông cũng như các hoạt động vui chơi giải trí và ngoại khóa ngoài trời. Theo các chuyên gia khí tượng, đợt lạnh kế tiếp sẽ xuất hiện vào khoảng giữa tuần sau, nhưng không lạnh sâu như đợt vừa qua. Vào lúc 14 giờ chiều nay, tàu ngầm Hà Nội HQ-182 đã được đưa vào quân cảng Cam Ranh an toàn dưới sự theo dõi chặt chẽ của các chuyên gia Nga và đội ngũ kỹ thuật. Trong buổi sáng, tàu mẹ Rodopsy được đánh chìm một phần, sau đó tàu ngầm Hà Nội từ từ xuống mặt nước vịnh Cam Ranh. Đầu giờ chiều, hai tàu lai rắt bắt đầu đưa tàu Hà Nội HQ-182 ra khỏi tàu Rodopsy. Một trong hai tàu lai rắt hệ Azimut của quân chủng Hải quân đảm nhận công việc quan trọng này. Đến 14 giờ, tàu ngầm Kilo đã được đưa vào quân cảng Cam Ranh an toàn. Một số thủy thủ đoàn không giấu nổi xúc động khi lắng nghe tiếng hú còi chào của con tàu đặc biệt. Là quốc kỳ tung bay đánh dấu thời khắc lịch sử của lữ đoàn tàu ngầm hiện đại đầu tiên của Việt Nam. Cả quá trình lai rắt được thực hiện dưới sự chỉ đạo và theo dõi kỹ lưỡng của các chuyên gia Nga và đội ngũ kỹ thuật. Dự kiến sau khi kiểm tra các thông số hoạt động của tàu ngầm đảm bảo tuyệt đối, lễ bàn giao sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 1 tới đây. Vào lúc 4 giờ sáng nay, tàu cao tốc Savannah chuyên chở khách chạy tuyến thành phố Phan Thiết đi đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đã bị sóng đánh chìm, gây nguy cơ tràn dầu trên biển. Vị trí tàu chìm cách cửa cảng Phan Thiết 2 hải lý. Tàu bị sóng đánh vỡ cửa kính, nước tràn vào khoang. Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảng vụ Hàng hải đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cứu hộ thành công 9 thuyền viên trên tàu. Tuy nhiên, đến 9 giờ sáng nay, tàu cao tốc này đã bị chìm 3/4, chỉ hở mũi tàu lên khỏi mặt nước. Trong tàu có khoảng 3.000 lít dầu. Trao đổi với VTC14, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cho biết, rất may số dầu này chưa có dấu hiệu rò rỉ. Chủ tàu Savannah đang tìm phương án trục vớt. Theo kế hoạch, sáng nay tàu Savannah sẽ vào cảng Sài Gòn để sửa chữa theo định kỳ. Tuy nhiên, đang trên đường đi đã bị sóng to gió lớn đánh chìm.
843 tấn chất thải chứa thuốc trừ sâu là khối lượng mà sau hơn 2 tháng, các cơ quan chức năng đã bốc xúc ở khuôn viên công ty Nicotech Thanh Thái. Vụ việc gây bất bình này tại Thanh Hóa được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đánh giá là sự việc nghiêm trọng nhất trong lĩnh vực môi trường năm 2013. Các chuyên gia về môi trường cho rằng vụ Nicotex Thanh Thái chôn hàng trăm tấn thuốc bảo vệ thực vật xuống lòng đất gây ô nhiễm môi trường tại nhiều xã thuộc hai huyện Cẩm Thủy và Yên Định, tỉnh Thanh Hóa là một sự việc cho thấy nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý môi trường tại các địa phương và trong khung pháp lý hiện hành. Việc công ty Nicotex Thanh Thái chỉ bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa xử phạt hơn 420 triệu đồng đã khiến dư luận không khỏi bức xúc. Không chỉ có vậy, Nicotex Thanh Thái còn được cho là đã có hành vi tẩu tán tăng vật khi có đoàn kiểm tra đến làm việc. Và cho đến tận bây giờ, công ty này vẫn chưa hợp tác thống nhất với bên xử lý môi trường, nên chưa thể khai quật và xử lý hóa chất đúng tiến độ. Trong một diễn biến có liên quan, ngày hôm qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định ký tặng bằng khen cho ông Lê Đình Sơn ở xã Cẩm Vân, Cẩm Thủy vì đã có hành động dũng cảm tố giác vi phạm nghiêm trọng về môi trường của công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái. Sáng nay tại khu vực cảng Hà Nội, lực lượng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an phối hợp với đội quản lý thị trường số 16 của Hà Nội đã bắt giữ một xe chở hơn 1 tấn hàng không hóa đơn chứng từ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhờ thủ đoạn tinh vi, chiếc xe Ford Transit mang biển kiểm soát 29D00200 do tài xế Nguyễn Văn Vĩnh đã vượt qua được nhiều trạm kiểm soát để mang hàng từ Lạng Sơn về đến Hà Nội. Chiếc xe đã được tháo toàn bộ phần ghế ngồi bên trong làm không gian để chứa hàng lậu. Điều đáng nói, để ngụy trang cho hơn 1 tấn hàng trái phép, các đối tượng đã dùng những bao tải chứa quần áo với đầy đủ hóa đơn chứng từ hòng qua mắt các lực lượng chức năng. Phần lớn các mặt hàng thu giữ được đều là thực phẩm, các chất phụ gia, đồ hộp, trên sản phẩm ghi chữ Trung Quốc, không có tem nhãn phụ, không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, đây lại là những thực phẩm đang được sử dụng phổ biến trên thị trường, nhất là trong dịp lễ Tết. Thuốc diệt cỏ paraquat là một trong những loại hóa chất nguy hiểm nhất gây tỷ lệ tử vong cao ở người. Mặc dù đã được cấm ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng tại Việt Nam, paraquat vẫn được sử dụng rộng rãi. Chỉ trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 1 năm 2014, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận 7 trường hợp ngộ độc hóa chất. 4 trường hợp trong số này là những thanh niên có dùng thuốc diệt cỏ paraquat để tự tử. Người thanh niên này đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình bằng việc uống thuốc diệt cỏ paraquat. Cách mà anh cho là nhẹ nhàng nhất. Mặc dù đã được các bác sĩ của Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai tiến hành lọc máu, nhưng hiện sức khỏe của bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy hiểm. Tức bố nó nói đi mua thuốc sâu nó nào, uống hôm nay thì nó cho nó cũng đỡ hơn hôm qua một tí, nhưng mà không biết là có được hay không. Theo các bác sĩ, các trường hợp nhập viện cấp cứu vì sử dụng thuốc trừ cỏ paraquat để tự tử không phải là hiếm. Không những thế, nhiều trẻ em cũng là nạn nhân của paraquat do uống nhầm. Paraquat có khả năng gây tử vong lên đến 90-95%. Việc điều trị ngộ độc paraquat rất tốn kém, nhưng khả năng cứu sống cũng rất thấp. Nếu mà nặng là siêu hấp cấp tiến triển và có thể tử vong trong vòng 1-2 ngày sau khi là nhiễm độc. Còn nhẹ hơn thì sau hàng tuần thì cũng bị một cái hội chứng gọi là sơ phổi tiến triển. Và cái phổi sơ đấy là nó không tiếp nhận được oxy nữa. Và kết cục thì cũng đi đến dần dần khó thở, cứ tăng dần và tử vong. Mặc dù là một loại độc dược, nhưng tại nước ta, paraquat vẫn được bán công khai. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tìm mua những hóa chất diệt cỏ độc hại này tại các đại lý bán thuốc bảo vệ thực vật. Tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, một năm, số trường hợp tử vong do loại hóa chất này cũng lên tới 30-40 người. Theo các bác sĩ, Việt Nam đã từng cấm lưu hành nhiều loại thuốc độc như hóa chất diệt chuột của Trung Quốc, thuốc trừ sâu DDT-666. Giờ đây, nên cấm lưu hành loại thuốc diệt cỏ paraquat này như nhiều nước đã làm để giảm tối đa những trường hợp tử vong đáng tiếc. Ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vận chuyển trái phép hơn 5.000 bánh ma túy các loại. Đây được xem là một trong những vụ án ma túy lớn nhất Việt Nam bị xử lý, trong đó có 66 bị cáo bị đề nghị án tử hình.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, vụ án được chia thành 4 đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy và truy tố 89 bị can. Các đường dây này hoạt động theo kiểu chia cấp đại lý, cấp 1 và cấp 2 để phân phối ma túy ra các tỉnh thành trong nước và sang cả Lào và Trung Quốc. Đây là vụ án mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng đặc biệt lớn, với nhiều chủng loại ma túy khác nhau từ Lào qua Việt Nam sang Trung Quốc và ngược lại. Thủ đoạn phạm tội rất tinh vi, có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong nước và người nước ngoài. Tính chất hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm, sử dụng nhiều loại vũ khí quân dụng và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Trong 89 bị cáo, có 66 bị cáo bị truy tố với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Cùng với đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng tiến hành xét xử sơ thẩm các tội danh liên quan trong vụ án như làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, giả mạo trong công tác, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, kinh doanh trái phép, không tố giác tội phạm, đưa hối lộ và làm môi giới hối lộ. Dự kiến phiên tòa sơ thẩm sẽ kéo dài đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2014. Vụ cháy tại khu nhà trọ đường Vạn Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội ngày hôm qua khiến dư luận đặt ra nhiều nghi vấn, thậm chí là bức xúc trước trách nhiệm cứu nạn của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Nhiều giờ đồng hồ sau khi đám cháy được khống chế, lực lượng này mới quay trở lại hiện trường và tìm thi thể nạn nhân. Ngày hôm nay, Thượng tá Ngô Thanh Lâm, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đống Đa thuộc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội, người trực tiếp chỉ huy chữa cháy đã lên tiếng về vụ việc này. Người ta mất của cải, tiền bạc đã sót cả ruột gan. Nhưng người phụ nữ này còn mất đi cả ruột già, máu mủ. Còn chị là Trần Thị Huế, sinh viên năm thứ 3 Đại học Sư phạm Hà Nội đã bị thiêu cháy. Trong suốt 5 giờ đồng hồ, chị Ngô Thị Tuyết chỉ biết ngóng tin con. Vụ cháy được dập tắt lúc 10 giờ sáng. Nhưng cho tới 15 giờ 30 phút, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng công an địa phương mới xuống hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Đến 16 giờ, thi thể của nạn nhân được tìm thấy. Thượng tá Ngô Thanh Lâm, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đống Đa, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã thừa nhận sai sót trong sự việc đau lòng này. Xét về cái việc mà để sót không tìm kiếm nạn nhân ấy, thì nó có cái việc đầu tiên ấy, là lực lượng nắm tình hình. Hôm nay thì trong nội bộ thôi thì bọn mình cũng phê bình rất là nghiêm túc cái việc này. Nhưng theo Thượng tá Lâm, trong vụ cháy này, nếu có người mắc kẹt lại trong phòng thì khả năng sống sót là rất thấp. Thượng tá Lâm cũng đưa ra nhiều nguyên nhân, lý giải sơ suất tìm kiếm nạn nhân. Cái hiện trường lúc đó là cái nhà đấy là nhà cháy nặng nhất, cháy cả tầng 1, tầng 2 là cái sàn gỗ đổ sập, mái tôn thì thủng cũng sập xuống. Và cái góc này là cái góc chết, không có đường xuống và cả là cái góc khuất thì nó lại lúc đấy nó lại sập xuống vào cái chỗ là chỗ cháy mạnh nhất, nó sập cả mái xuống rồi. Thì bạn nói là kiểm tra sơ bộ ở góc đấy mà cũng không nghĩ là có người ở góc đấy, thế nên là kiểm tra không hết. Thì lúc quay ra mới báo là không có ai ở trong cái cả. Khu nhà bị cháy là xưởng gia công cơ khí với diện tích khoảng 20m2, tầng 2 chia làm nhiều phòng để cho thuê. Sáng nay mùng 3 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Ba Đình và lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường để làm các công tác khám nghiệm. Rạng sáng ngày hôm qua, mùng 2 tháng 1, một vụ việc gây rúng động dư luận đã xảy ra tại Bệnh viện Sanh Pôn, Hà Nội khi một bệnh nhân đang điều trị tại đây đã bị chặt đứt lìa một bên chân. Điều khiến mọi người ngỡ ngàng là kẻ có hành vi nhẫn tâm này lại chính là em trai ruột của nạn nhân. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị chặt chân là bà Trần Thanh Dung, 63 tuổi, trú tại Thành Công, Hà Nội. Bà Dung nhập viện điều trị do bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Cơ quan điều tra cho biết, rạng sáng ngày 2 tháng 1, bà Dung bị đau, lên cơn động kinh rồi ho hét rằng bị ma nhập. Lúc này, con gái bà Dung là Trần Thanh Vân, 24 tuổi, vừa bóp đầu cho bà, vừa giữ chặt để đề phòng bà cắn phải lưỡi. Trong khi đó, em trai bà Dung là Trần Tuấn Khương, 43 tuổi, giữ chặt chân để bà không dễ dụa. Đột nhiên, ông Khương dùng dao gọt hoa quả cứa vào chân bà Dung đến đứt lìa. Những người xung quanh không dám can ngăn vì sợ bị đâm. Ngay sau đó, Công an phường Điện Biên và Công an quận Ba Đình đã có mặt và đưa Khương về trụ sở. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do chị gái đau, mê sảng và liên tục kêu có ma, nên Khương đã dùng dao cứa vào chân chị gái để đuổi con ma đó ra khỏi người chị gái. Qua kiểm tra nhanh, bước đầu cơ quan công an xác định đối tượng Khương có kết quả dương tính với ma túy. Khi chúng tôi cơ quan điều tra hỏi thì anh ấy có nói rằng là vì chị cứ hô hét và kêu như thế
là có ma nó nhập và các cụ thì đeo kéo đi. Thế cho nên là bản thân anh này anh nhận thức, cho đến giờ phút này anh vẫn nhận thức, anh nghĩ là có ma thật. Đấy, và anh nghĩ rằng là anh muốn cắt để cho chảy máu, để cho con ma nó đi theo cái con đường nó ra ngoài. Đấy, cái đấy là cái nhận thức của anh ấy. Thì tôi cho rằng đây là một cái sự nhận thức mê tín dị đoan. Đấy, và bây giờ nếu chúng ta gặp thì anh cũng vẫn nói là như thế. Tôi nghĩ là có ma thật và ma nhập vào chị tôi thì tôi cắt để cho ma nó ra theo đường máu thôi. Đấy, chứ tôi không có ý thức gì cả. Đấy, bởi vì chúng tôi điều tra sơ bộ ban đầu thì thấy rằng là người ta cũng gia đình người ta quý mến nhau lắm, người ta chăm sóc rất là tốt chứ không có vấn đề gì cả. Đấy, thế cho nên là tuy nhiên là đối với anh này thì qua kiểm tra xác định thì anh cũng có cái dương tính về ma túy. Thì không còn nguyên cái ma túy nó có ảnh hưởng gì đến cái hành vi của anh không thì chúng tôi đang điều tra và hiện nay cũng chưa kết luận. Hiện đối tượng Trần Tuấn Khương đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Theo một số luật sư, hành vi của Khương đủ yếu tố cấu thành tội giết người với hai tình tiết định khung tăng nặng là giết người một cách man dợ và giết người mang tính côn đồ. Mức hình phạt theo quy định từ 12 năm đến 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. Hiện vụ việc vẫn đang được khẩn trương điều tra làm rõ. Trao đổi với báo chí tại buổi tọa đàm về luật đất đai sửa đổi 2013 diễn ra vào sáng nay, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ cũng là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đất đai hiện nay cho rằng luật đất đai sửa đổi đã có quy định tiến bộ về thu hồi đất. Theo đó thì nhà nước sẽ không thu hồi đất phục vụ lợi ích kinh tế đơn thuần của các dự án. Luật đất đai sửa đổi quy định, ngoài hai trường hợp thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai và do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, thì nhà nước thu hồi vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Điểm tiến bộ, theo ông Đặng Hùng Võ, là dù có thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội, thì cũng đều phải vì lợi ích quốc gia công cộng. Điểm này tương đối khác biệt với tiêu chí trước đó, là nhà nước thu hồi đất do tổ chức cá nhân đang sử dụng, trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế xã hội. Điều đó có nghĩa nhà nước chỉ thu hồi theo tính chất dự án, chứ không theo phân loại đầu tư, tức là không thu hồi cho các dự án kinh tế. Nhóm dự án có vốn được đầu tư lớn thuộc nhóm A và dự án có 100% vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI sẽ không còn được ưu tiên. Điều này tạo sự bình đẳng trong tiếp cận đất đai giữa doanh nghiệp nhỏ và lớn, bảo đảm sự bình đẳng giữa các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ngân hàng Nhà nước vừa ra quyết định điều chỉnh hạ lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở xuống 5% một năm. Tuy nhiên, điều này cũng không đồng nghĩa với việc người dân có thêm cơ hội tiếp cận với gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng của chính phủ để mua nhà. Theo quyết định mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2014 đối với dư nợ của các khoản cho vay mua, thuê và đầu tư nhà trong gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng là 5%, giảm 1% so với năm 2013. Gói tín dụng 30.000 tỷ đồng bắt đầu triển khai từ tháng 6 năm 2013, ưu đãi lãi suất để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp mua, thuê và đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà thương mại. Lãi suất áp dụng cho năm 2013 là 6%. Tuy nhiên, việc giải ngân gói tín dụng này đang rất chậm. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước, tính đến giữa tháng 12 năm 2013 mới giải ngân được chưa đến 2%. Theo thông tư của Ngân hàng Nhà nước, mức lãi suất này sẽ được điều chỉnh sau mỗi năm nhưng không vượt 6%. Với mức giảm 1%, nhiều chuyên gia lo ngại người dân và doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận được với nguồn vốn bởi vướng mắc không nằm ở mức lãi suất mà điều kiện cho vay còn phức tạp. Trong phần tin quốc tế, hơn 100 triệu người Mỹ đang phải chống chọi với đợt bão tuyết lớn bao trùm vùng Đông Bắc nước này. Hơn 4.000 chuyến bay cũng đã bị hoãn hoặc hủy. Dư luận Ấn Độ lại dậy sóng trước vụ việc một thiếu nữ 16 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể đến 2 lần và bị thiêu sống khi đang có thai. Một doanh nghiệp ở Liban đã gây tiếng vang lớn khi sản xuất một loại xà phòng bánh đặc biệt từ thảo dược, tinh dầu, kim cương và vàng để làm quà tặng. Tại Mỹ, trận bão tuyết đầu tiên trong năm 2014 mang theo khối khí lạnh cùng với sức gió lên tới 72 km/h đã tấn công một loạt các bang miền Đông Bắc nước này. Theo hãng tin CNN của Mỹ, khoảng 1/3 dân số nước Mỹ, tương đương với hơn 100 triệu người, đang phải chống chọi với đợt rét bất thường. Còn theo hãng tin BBC, cơn bão sắp tới sẽ là một thử thách sớm đối với tân thị trưởng thành phố New York, người vừa tuyên thệ nhậm chức hôm 1 tháng 1.
Để biết nhiệt độ ngoài trời lạnh thế nào, nữ phóng viên Rachel Slavik của hãng tin CNN đã quyết định làm một số thí nghiệm nhỏ tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, miền đông bắc nước Mỹ. Ban đầu cô nhúng một chiếc áo ba lỗ vào nước lạnh, sau đó đem chiếc áo ra phơi ở ngoài trời. Kết quả là sau 3 phút 40 giây, chiếc áo bị đóng băng hoàn toàn. Thí nghiệm thứ hai cũng thú vị không kém, đó là ném một cốc nước sôi vào không trung. Khi vừa tiếp xúc với khí lạnh ngoài trời, nước trong cốc ngay lập tức biến thành băng tuyết. Trận bão tuyết lớn đầu năm gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc di chuyển của nhiều người đang trên đường trở về nhà sau kỳ nghỉ lễ. Đến sáng nay, giao thông đường bộ tại các bang New York, New Jersey, Pennsylvania cùng nhiều khu vực ở New England đã bị tắc nghẽn nghiêm trọng do tuyết rơi dày. Tại nhiều nơi, người dân đang sống trong cảnh mất điện. Nhiệt độ giảm sâu khi đêm xuống ở khắp vùng Đông Bắc cũng khiến giới chức lo ngại. Thống đốc bang Massachusetts Deval Patrick yêu cầu các nhân viên chính phủ không phụ trách các công việc khẩn cấp phải rời khỏi cơ quan vào lúc 3 giờ chiều và cảnh báo người dân không ở lâu bên ngoài. Theo dự báo của các chuyên gia, tuyết sẽ rơi dày từ 20 đến 25cm. Tuy nhiên, thực tế đã ghi nhận lượng tuyết dày đến hơn nửa mét tại nhiều khu vực trên cả bang. Tôi đã cho phép quân đội tham gia hỗ trợ người dân địa phương trong các trường hợp cần thiết. Trận bão tuyết cũng khiến 1.600 chuyến bay đến và đi của các sân bay quốc tế Mỹ bị hủy và khoảng 3.000 chuyến bay khác bị hoãn. Hàng chục trường học đã đóng cửa ngày đầu tiên hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ đông. Các thành phố đưa ra lệnh cấm đỗ xe trên đường phố, còn các trại tạm trú cho người vô gia cư dự kiến sẽ trở nên quá tải. Dự báo tình hình tuyết rơi sẽ còn tồi tệ hơn trong vài ngày tới, với nhiệt độ dao động từ âm 25 đến âm 12 độ C. Các nhà khoa học Mỹ mới đây cảnh báo Trung Quốc sẽ tiếp tục phải hứng chịu các trận động đất cường độ mạnh trong thời gian tới. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Thư tín Nghiên cứu Địa chấn của Mỹ số ra ngày 2 tháng 1 cho thấy khu vực nguy cơ cao trải dài 60 km trên đường đứt đoạn Long Môn Sơn chia cắt cao nguyên Tây Tạng với vùng lòng chảo Tứ Xuyên ở Tây Nam Trung Quốc. Đây là khu vực dễ bị tổn thương sau hai trận động đất ở tỉnh Tứ Xuyên vào hồi năm 2008 và 2013. Theo các chuyên gia, nguy cơ xảy ra động đất cường độ mạnh từ 7 độ Richter trở lên tại đây là rất cao. Năm 2008, thì một trận động đất mạnh 7,9 độ Richter tại Tứ Xuyên đã cướp đi sinh mạng của hơn 80.000 người và là trận động đất tồi tệ nhất tại Trung Quốc kể từ năm 1950. Hồi năm ngoái cũng đã có hơn 200 người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,6 độ Richter tại khu vực này. Liên Hợp Quốc vừa công bố báo cáo cho thấy ít nhất 7.818 dân thường và 1.050 nhân viên an ninh tại Iraq đã thiệt mạng trong các vụ tấn công xảy ra trong năm qua. Bạo lực gia tăng khi chính phủ chấn áp người Sunni khiến người Shia trả thù đẫm máu. Theo đó, chỉ tính riêng tháng 12 đã có ít nhất 759 người chết, trong đó 661 người là dân thường. Đây là con số cao nhất trong 5 năm qua, nhưng vẫn thấp hơn so với con số ghi nhận được tại đỉnh điểm của cuộc xung đột sắc tộc vào các năm 2006 và 2007. Bạo lực gia tăng kể từ tháng 4 khi chính phủ tiến hành các đợt trấn áp nhằm vào trại biểu tình của người Hồi giáo theo dòng Sunni, khiến làn sóng tấn công trả đũa nhằm vào người theo dòng Shia nổi lên trên toàn Iraq. Dư luận Ấn Độ đang vô cùng phẫn nộ trước vụ hiếp dâm tập thể một thiếu nữ 16 tuổi ở thành phố Calcutta, bang Tây Bengal, miền đông nước này. Cảnh sát xác nhận cô gái đã bị cưỡng hiếp tập thể 2 lần và bị thiêu sống khi đang mang thai. Cô gái đã bị một nhóm đàn ông cưỡng hiếp vào hôm 26 tháng 10 năm 2013. Ngày hôm sau, cô lại tiếp tục bị hiếp khi đang trên đường trở về nhà, sau khi đến đồn cảnh sát trình báo vụ việc. Truyền thông Ấn Độ cho hay hôm 23 tháng 12 năm 2013, cô gái châm lửa đốt chính mình và đến 31 tháng 12 thì qua đời do các vết thương trầm trọng. Tuy nhiên, cha của nạn nhân khẳng định con gái ông không tự sát mà là bị các tên dâm tặc thiêu sống. Tôi nhấn mạnh rằng chính phủ phải có trách nhiệm về cô gái mà lẽ ra vẫn còn sống với chúng ta ngày hôm nay nếu chính quyền Tây Bengal đã thực hiện đúng pháp luật. Luật pháp ở đâu khi mà cô gái đáng thương bị hãm hiếp tới 2 lần mà hung thủ vẫn không bị trừng phạt? Theo tờ Hindustan Times của Ấn Độ, người dân thành phố Calcutta đã vô cùng phẫn nộ trước thông tin cảnh sát đã cố ngăn chặn người cha nạn nhân tổ chức một cuộc gặp gỡ chia buồn trước khi hỏa táng thi thể cô gái.
Một số tờ báo khác thậm chí còn cho biết cảnh sát rõ ràng muốn ngăn các công đoàn lấy xác đi hỏa táng và có chỉ đạo từ cấp trên. Tuy nhiên, cảnh sát bác bỏ cáo buộc này và giải thích rằng họ muốn ngăn chặn các vấn đề về trật tự trong thành phố. Cái chết của cô gái làm dấy lên làn sóng phản đối ở khắp nơi. Bất chấp những nỗ lực thắt chặt pháp luật của chính quyền, nạn cưỡng hiếp, tấn công và quấy rối tình dục phụ nữ vẫn tiếp diễn ở quốc gia Nam Á. Báo cáo mới đây của Viện Nghiên cứu Phát triển Hải ngoại của Anh cho biết số người béo phì tại các quốc gia đang phát triển đã tăng lên gần 1 tỷ người, lần đầu tiên vượt qua tỷ lệ béo phì tại các quốc gia phát triển. Báo cáo dự đoán, nếu tỷ lệ béo phì hiện nay tiếp tục tăng lên, thì ngày càng có nhiều người mắc các bệnh như ung thư, tiểu đường, đột quỵ và các bệnh tim mạch gây quá tải trầm trọng cho các bệnh viện. Cảnh báo trên được Viện Nghiên cứu Phát triển Hải ngoại của Vương quốc Anh đưa ra trong báo cáo mới công bố ngày hôm nay mùng 3 tháng 1, căn cứ vào các số liệu trong giai đoạn 1980-2008. Theo đó, số người béo phì trên thế giới đang tăng nhanh, trong đó đáng báo động tại các quốc gia đang phát triển. Các số liệu khá gây bất ngờ. Số người được coi là quá cân và béo phì tại các quốc gia đang phát triển tính đến năm 2008 đã tăng gấp 3 lần so với năm 1980. Tại các quốc gia đang phát triển, số người béo phì đã lên tới 900 triệu người. Theo báo cáo trên, hai quốc gia có tỷ lệ béo phì đặc biệt cao là Trung Quốc và Mexico, với số người béo phì đã tăng gần gấp đôi so với năm 1980. Các chuyên gia nhận định lý do của tình trạng trên là do thu nhập tăng, quá trình đô thị hóa và lối sống ngày càng ít vận động hơn. Ngoài ra, sử dụng các loại thức ăn chế biến sẵn, các đồ ăn nhanh, đồ uống có quá nhiều đường cũng được coi là những nguyên nhân làm tăng cân. Theo các thông tin mật được truyền thông Mỹ tiết lộ ngày hôm qua, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA đã đạt được một số tiến bộ trong việc chế tạo một siêu máy tính có thể bẻ khóa gần như mọi loại mật mã. Tờ Washington Post dẫn các tài liệu rò rỉ từ cựu nhân viên Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA Edward Snowden cho biết, loại máy tính lượng tử này sẽ cho phép NSA bẻ mã khóa được sử dụng để bảo vệ các hồ sơ ngân hàng, y tế, doanh nghiệp và chính phủ trên toàn thế giới. Với khả năng tin học rất lớn, chiếc máy tính này có thể bẻ các công cụ mã hóa mạnh nhất hiện nay, vốn được sử dụng trong các hoạt động trực tuyến, bao gồm lĩnh vực ngân hàng và thư điện tử. Từ lâu, chiếc máy tính lượng tử này đã là mục tiêu của các tập đoàn thương mại như IBM vì nó có thể khai thác sức mạnh của các nguyên tử và phân tử, làm tăng nhanh tốc độ và độ an toàn của máy tính cùng các thiết bị khác. Nếu các thông tin trên là chính xác, thì các chương trình có tính bảo mật cao sẽ không thể đảm bảo an toàn cho các dữ liệu và quyền riêng tư trên Internet, từ các thư điện tử cho tới các tin nhắn trò chuyện trên các điện thoại thông minh. Tuy nhiên, các chuyên gia được tờ báo dẫn lời cho rằng không thể có chuyện NSA tạo ra được một loại máy như vậy mà giới khoa học lại không biết tới. Hiện NSA chưa có bất cứ bình luận nào về thông tin trên. Hồi tháng 9, một số tờ báo của Mỹ và Anh cũng công bố một số thông tin do Snowden tiết lộ, trong đó cho biết NSA và cơ quan tình báo Anh có thể giải mã các dữ liệu cá nhân có mức độ bảo mật cao. Một doanh nghiệp gia đình ở Liban đã gây tiếng vang lớn khi quyết định sản xuất một loại xà phòng bánh làm quà tặng cho đệ nhất phu nhân Qatar. Nguyên liệu của món quà đặc biệt này được tiết lộ bao gồm thảo dược, tinh dầu, kim cương và vàng. Toàn bộ quá trình sản xuất đều được thực hiện một cách thủ công. Bởi vậy, bánh xà phòng có trọng lượng 160 gram này, dù có bề ngoài và mùi hương, không khác gì một bánh xà phòng ô liu bình thường ở Liban. Xong lại có giá đến 2.800 đô la Mỹ, tức là gần 60 triệu đồng. Nhà sản xuất cho biết, dù có chất liệu khá thô ráp là vàng và kim cương, xong bánh xà phòng này không ảnh hưởng đến da của người sử dụng. Ngược lại, nó còn có tác dụng chăm sóc da đặc biệt vì chứa đến 11 loại cây thảo dược quý và các loại tinh dầu. Loại bánh xà phòng này sẽ giúp biến thói quen tắm rửa trở thành một thú vui đặc biệt hàng ngày. Không chỉ là bánh xà phòng đắt tiền nhất thế giới, nó còn có tác dụng giúp thư giãn cơ thể. Doanh nhân 28 tuổi cho biết, bánh xà phòng đã gây tiếng vang lớn tại hội chợ triển lãm các hàng hóa cao cấp diễn ra ở Doha, Qatar năm 2013. Gia đình anh Hà Soun chia sẻ, từ lâu đất nước Liban của họ chỉ được biết đến với những cuộc xung đột và bất ổn. Do vậy, gia đình anh quyết định tạo ra xà phòng đắt nhất thế giới để giới thiệu về ngành thủ công mỹ nghệ tinh tế của Liban. Họ cho biết cũng sẽ nộp đơn lên tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới để công nhận danh hiệu bánh xà phòng đắt tiền nhất thế giới trong năm 2014 cho sản phẩm của mình.
Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin Nhật ký cuộc sống ngày 3 tháng 1 của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.